Công an tới rồi. Rồi là anh em có chở cô gái thi nữ đó đến New Sipu. Ui giời, hôm nay tiếp tục. Giằng co nhau kìa. Ui giời, nó xỉu rồi, Ê bị sao? Thư ký nó bị sao vậy? Con bé này nó bị lúc tỉnh lúc mơ nó ngơ đó. Ngơ rồi hả? Bị ai theo hay sao nè? Con thư ký đây chứ ai nữa? Đó, thư nữ. Rồi. Có sư cô ở nhà không? Sư cô có. Đó. Anh chạy vô đi, anh chạy vô luôn đi. Bình thường không sao giờ hết. Anh chạy vô luôn đi. Căng quá cả nhà ơi, căng quá rồi. Bữa sư cô là biết chú anh chị. Rồi, sư cô dạy hóa giải rồi. Cái chuông rồi đó. Giữ đi từ từ. Đỡ. Chị đỡ giùm đi. Em báo giữ giùm đi bác. Rồi xong rồi, chứ nó xỉu. Rồi nó bị động quá nhập ma rồi, từng rồi. Ngồi nghỉ xíu đi, ngồi nghỉ xíu đi. Chờ sư cô. Sư cô ra rồi. Em ngồi đấy đi. Giúp đi sư cô. Có cách là quá giải cho nó luôn đi cô. Quá giải bằng cách là nó chậm. Có nghĩa là phải chỉnh sửa mình đi. Làm lại cuộc đời. Cô là người giúp đỡ. Tiến lên, bước lên, làm người tốt. Sau này tái xâm lăng người tiếp còn nếu mà không có mà cứ ôm như thế này sau này khổ lắm nha. Bây giờ cho dù làm ăn giúp đủ thứ nhưng mà cứ thoát cái cặp này đi không có thể nào mà cứ tiền tồn vào cái chỗ này được. Còn tiền đâu sẽ giúp là có cuộc sống làm ăn cho đàng hoàng. Sau này là chết không có tái xâm vào cái đường đỏ. Đường đỏ là tức chuyện là gạt người đó, hiểu không? Dạ, bây giờ mình đưa vô trong ngồi được không cô? Dạ, ngồi đâu được sư cô? Để cho cô quá giải luôn. Pin hay la nhỏ gì hết chứ sư cô? Bé nào vậy cô? Sư cô đừng có mời đó, nó diễn bàn phê sư cô. Rồi. Đó, đưa. Bây giờ ngồi đâu sư cô? Đưa bé vô. Dẫn vô trong sư cô quá giải đi. Tôi xin phép Bồ Tát. Xin phép Bồ Tát. Dạ, không có gì quá giải, chính bản thân con bé này phải quá giải. Dạ, hôm nay chắc con nghĩ là chắc phải ok luôn. Rồi tỉnh ngộ đi. Dẫn nó vô đây cho cô. Dẫn cho cô ra ngồi ra niệm tin. Chết vô. Ngồi niệm tin trong 15 phút rồi. Ngồi đây. Dạ ngồi đây. Rồi tỉnh đi. Rồi đây, cho bạn giữ ở đây đi. Rồi, cho ngồi xuống. Ngồi đất. Cái gì à? Chứ cô quá giải. Bây giờ cô không quá giải ai hết. Cô cứ hướng dẫn thôi. Bây giờ hả là cái mái tóc này, con người này, nhân cách này là của nó chứ không có ai hết á. Thấy không? Dạ. Không có mơ mơ hồ hồ, không mượn đầu này, mượn đầu kia, giá gặm đầu kia. Bây giờ nghe cô nói đây nè, nha. Cô là Bồ Tát đạo, cô cũng là nhân viên Bát Nhã, cô chứ khuyên con như vậy, thôi tỉnh lại đi, đừng mơ mơ bỗng bỗng, đừng tưởng, đừng mơ đừng gì hết. Cuộc sống của con là như thế, nó đã là như thế, dìm vào như thế là khổ. Bây giờ con làm lại cuộc đời, con hãy sống tốt, về nhân cách, con mở cái quán gì đó, con làm cái gì đó, bà sư cô giúp vốn cho cô, giúp vốn cho con làm ăn, cho con kiếm tiền để con khởi lên. Chồng già con, già mẹ, già con gì đó. Chỉ có một hướng đi lên là sống tốt vì nhân cách đạo đức. Đạo đức là đứng đầu. Nếu không có đạo đức không làm ăn gì được hết. Có nghe cô nói chưa? Tỉnh đi, không có giả dờ nữa. Cô không đồng ý giả dờ nữa. Hãy tỉnh ngộ đi. Rồi bỏ cái này, bỏ cái kia, bỏ cái tư tưởng nào này nọ. Mấy đứa này bữa nay là quay bữa nay là buổi cuối cùng. Dạ. Nó làm ăn, nó đi mướn cái chỗ nào, nó thuê chỗ nào để nó buôn bán. Sư cô nhiều hơn giúp. Giúp cho nó làm ăn là có vốn liền. Rồi nó nở ra tiền, nó làm cái gì. Rồi nó sau này nó tạo dựng cuộc đời mới. Chứ không thể nào mượn
cái người này mượn người kia gạ vô đi đồng này đi đồng kia, cái đó là gì phải không, làm tổn hại cả tổ quốc đó chứ không phải đơn giản đâu. Ôi, nghe quá tuyệt vời. Còn cái quốc gia Việt Nam làm gì có những cái hạng người này tồn tại, nhất định phải dứt trừ. Có nghe hiểu chưa? Hiểu chắc nó hiểu rồi, bữa nay hiểu rồi đó. Bây giờ là tụi con không được quay phim cho nó nữa. Bây giờ nó muốn gặp con, tụi con có thể đi. Rồi nó đi mưa đi bướm nhà ở chỗ nào đó, nó mở quán mở gì nó, nhưng mà nó lấy sức lao động của nó làm. Cô sẽ giúp vốn. Giúp vốn giờ cho nó buôn bán làm ăn. Thí dụ nó ế hay là nó gì đó nó nói với cô, nhưng mà cô cảm thấy cái tư tưởng nhân cách của mình cố tâm làm ăn tất nhiên là được, mình làm biết là không được thôi, có hiểu không? Vậy mà con xin phép sư cô, vậy mà bấy lâu nay ha, người ta nói là sư cô không tốt, nhưng mà con thấy cô rất là phúc hậu, rất là tốt bụng luôn, thấy chưa? Vô giúp đời giúp người vậy mà người ta còn nói này nói nọ, cho nên hôm nay là xin phép cộng đồng mạng trong ngoài nước đã biết đến sư cô rồi, thì nói chung ra là đừng nghĩ sư cô mà này kia nữa, tại vì tụi em đã tiếp với gần gũi với sư cô thì mới hiểu được con người của sư cô, là sư cô rất là tốt và cũng đã giúp cô gái này làm lại cuộc đời, làm người và có thể là giúp vốn làm ăn luôn. Nó thấy thấy tốt không? Nói bây chơi. Giờ nghe cô nói nè. Cô là tiểu đi dụ hơn con nhà chùa. Cô sinh ra là cô là chú tiểu rồi. Là 5 tuổi cô đã theo linh hồn tổ quốc của thời mà các vị mà là kiếm sắt nón sắt đã dẫn cô đi thấy nghe từ thời quốc gia Việt Nam Cộng Hòa của cái thời thời Mỹ đó. Là 5 tuổi đó cô đã làm việc rồi, cô là con nhà chùa. Cô đại diện nhà chùa, cô đại diện quốc gia nhà nước của cô là linh hồn tổ quốc và hồn thiên thánh quốc nhiều đời nhiều kiếp, cho nên cô làm việc tới ngày hôm nay. Còn ai chê ai ghét ai khinh cô, nói cô như thế này như thế kia thì kệ, mặc kệ, cô không cần biết. Cô chỉ cần biết là trái tim cô, nhân cách của cô, đạo đức của cô, con người thật của cô là tiểu ni dụ hơn con nhà chùa. Nói rõ ràng là như vậy, cô không có chối cãi không gì hết. Còn ai nói cô xấu xa gì đó cứ nói, nhưng mà cảnh tỉnh và kể cả cảnh pháp luôn, nói xấu cô thì được xấu nha. Tại vì cô đâu phải là dạng người xấu, mà cô cũng chẳng cần ai nghĩ cô tốt xấu. Nhưng mà nói cho con biết nha, từ cái hồi mà cô đi, hồi xưa cô người đời, cô đã giúp người rồi, cô có bao nhiêu cô giúp hết bao nhiêu, cô không bao giờ nghĩ tới bản thân cô. Kể cả cô cho con cô ăn rau muống trường cơm để cô giúp người, cô cũng không cần tính toán. Mà khi cô đi xuất gia, con của nhà chùa, tiền của ba tánh cô trả cho ba tánh, tới ngày hôm nay cũng của ba tánh cô trả cho ba tánh. Cô chưa hề giữ cho bản thân cô một chút nào cho bản thân cô, cho nên cô mới là tiểu ni diệu hân con nhà chùa có số mệnh. Cho nên cô không ngại không sợ, ai ghét ai chê cô sao cũng được hết. Xin miễn bản thân cô đi, bước chân của cô thổ địa đất đai bất cứ vùng nào cũng chào đón cô ha. Bất cứ cõi thiên á thì bước chân của cô thiên độ cô. Thời mặt pháp ni cô về chùa giảng pháp có thiên độ trì, cho nên cô mới là con nhà chùa tại quốc gia Việt Nam nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa độc lập tự do ngày hôm nay. Từ Cộng hòa của thời Mỹ cho tới bây giờ cô đã thấy và nghe. Chứ đừng nói là nói với cô giúp người hả. Cô hỏi toàn quốc này có con em nào mà nghèo mà nói là cô không cho mượn tiền đâu, có, cô cho mượn cả 100 triệu. Mỗi 100 triệu mỗi đứa trả cho cô 1 tháng 5 triệu, trả chừng nào hết thôi, không có lời. Thậm chí cô có thể cho 50 triệu, 30 triệu làm vốn, cô không hề tính toán. Cô cho rất là nhiều, nhưng mà cô không cần kể công. Nhưng mà toàn thể con em nhân dân trong họ Hồ Chí Minh mà nói cô tiểu ni dụ hân lừa gạt, hoặc là có những lời lẽ không được tốt về nhân dân con em, hoặc là cô có những cái biểu tượng về tiền và bạc, các em đem cô dịu hân ra ngay chỗ cái cổng tổng quan thành phố Hồ Chí Minh bắn bỏ. Nếu cô dịu hân là con người giả trá sống không được, không đủ đạo đức để nói lên những bé này giờ này xong nó tắt cô người ta hết trơn rồi. Hết pin hay loa nhỏ gì hết chứ sư cô, bé nào vậy cô? Chứ cô đừng có mở nó diễn bàn quê chứ coi. Rồi.
Đó, đưa, đưa, đưa. Bây giờ ngồi đâu sư cô? Đưa, đưa, đưa bé vô. Dẫn vô trong đi. Sư cô quá giải đi. Xin phép Bồ Tát. À, xin phép Bồ Tát vậy. Không có gì quá giải, chính bản thân con bé này phải quá giải. Hôm nay chắc chắn con nghĩ là chắc phải ok luôn. Rồi rồi, tỉnh ngộ đi. Tỉnh ngộ. Tỉnh vô đây cho cô. Dẫn cho cô ra ngồi ra niệm niệm kinh. Ờ, dẫn vô, dẫn vô, dẫn vô, dẫn vô. Ngồi niệm kinh chừng 15 phút. Ngồi đây khỏi cần vô trong. À, ngồi đây. Ngồi đây cho con. Dạ dạ dạ. Nam mô Phật A và con xin lỗi Bồ Tát. Rồi tỉnh đi. Rồi xuống đây, cho các bạn giữ ở đây đi. Đó, cho ngồi xuống bước, ngồi xuống đây. Ngồi, ngồi đất, ngồi đất, ngồi đất. Bởi vì sư cô quá giải. Bây giờ cô không quá giải ai hết, dạ, cô dạ. Cứ hướng dẫn thôi. Bây giờ đó hả, là cái mái tóc này, con người này, nhân cách này là của nó, chứ không có ai hết đó. Phải không? Dạ. Không có mơ mơ, hồ hồ, không mượn đầu này, mượn đầu kia, giá gẫm đầu kia. Bây giờ nghe cô nói đây nè, thấy không? Cô là Bồ Tát Đạo, cô cũng là nhân viên Bát Nhã, cô chứ khuyên con như vậy, thôi tỉnh lại đi, đừng mơ mơ mộng mộng, đừng tưởng, đừng mơ đừng gì hết. Cuộc sống của con là như thế, nó đã là như thế, dìm vào như thế là khổ. Bây giờ con làm lại cuộc đời, con hãy sống tốt về nhân cách. Con mở cái quán gì đó, con làm cái gì đó, bà sư cô giúp vốn cho cô. Wow, bà giúp vốn cho con làm ăn, cho con kiếm tiền để con khởi lên. Chồng và con và mẹ và con gì đó, chỉ có một hướng đi lên là sống tốt vì nhân cách đạo đức. Đạo đức là đứng đầu, nếu không có đạo đức không làm ăn gì được hết. Có nghe cô nói chưa? Tỉnh đi, không có giả dờ nữa. Cô không đồng ý giả dờ nữa. Hãy tỉnh ngộ đi. Rồi bỏ cái này, bỏ cái kia, bỏ cái tư tưởng nào này 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 nọ. Mấy đứa này bữa nay là quay bữa nay là buổi cuối cùng. Dạ, 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 dạ. Nó làm ăn, nó đi mướn cái chỗ nào, nó thuê chỗ nào để nó buôn bán. Sư cô Diệu Hân giúp. Ôi, giúp cho nó làm ăn là có vốn liền. Rồi nó nở ra tiền, nó làm cái gì. Rồi nó sau này nó tạo dựng cuộc đời mới. Chứ không thể nào mượn cái người này, mượn người kia gạ vô, đi đồng này đi đồng kia. Cái đó là gì phải không? Làm tổn hại cả tổ quốc đó chứ yeah. Phải đơn giản đâu. Ôi, nghe sư cô quá tuyệt vời một luôn. Cái quốc gia Việt Nam làm gì có những cái hạng người này tồn tại, nhất định phải nhất trừ. Yeah. Có nghe hiểu chưa? Yeah, hiểu chắc nó hiểu yeah. Rồi bữa nay hiểu rồi đó. Bây giờ là tụi con không được quay phim cho nó nữa. Dạ yeah, dạ yeah. Bây giờ rồi, nó rồi. Muốn gặp cô tụi con có thể đi. Dạ yeah. Rồi nó đi mưa đi bướn nhà ở chỗ nào đó, nó mở quán mở gì nó, nhưng mà nó lấy sức lao động của nó làm. Cô sẽ giúp vốn. Wow, giúp vốn rồi cho nó buôn bán làm ăn. Tí dụ nó ế hay là nó gì đó nó nói với cô, nhưng mà cô cảm thấy cái tư tưởng nhân cách của mình cố tâm làm ăn tất nhiên là được, mình làm biến là không được thôi, có hiểu không? Vậy mà con xin phép sư cô, vậy mà bấy lâu nay á ha, người ta nói là sư cô không tốt, nhưng mà con thấy cô rất là phúc hậu, rất là tốt bụng luôn, thấy chưa? Cô giúp đời giúp người vậy mà người ta còn nói này nói nọ, cho nên mà hôm nay là xin phép cộng đồng mạng trong ngoài nước đã biết đến sư cô rồi, thì nói chung ra là đừng nghĩ sư cô mà này kia nữa, tại vì tụi em đã tiếp với gần gũi với sư cô thì mới hiểu được con người của sư cô là sư cô rất là tốt, và cũng đã giúp cô gái này làm lại cuộc đời, làm người và có thể là giúp vốn làm ăn luôn, nó thấy tốt không? Nói bây chứ? Giờ nghe cô nói nè. Dạ. Cô là Tiểu Ni Diệu Hân, con nhà chùa. Dạ. Cô sinh ra là cô là chú tiểu rồi. Yeah. Là 5 tuổi cô đã theo linh hồn tổ quốc của thời mà các vị mà là kiếm sắt nón sắt đã dẫn cô đi thấy nghe từ thời quốc gia Việt Nam Cộng Hòa của cái thời thời Mỹ đó. Yeah. Là 5 tuổi đó cô đã làm việc rồi, cô là con nhà chùa. Yeah. Cô đại diện nhà chùa, cô đại diện quốc gia nhà nước của cô là linh hồn tổ quốc và hồn thiên thánh quốc nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên cô làm việc tới ngày hôm nay, còn ai chê, ai ghét, ai khinh cô, nói cô như thế này, như thế kia thì kệ, mặc kệ, cô không cần biết. Cô yeah. Chỉ cần biết là trái tim cô, nhân cách của cô, đạo đức của cô, con người thật của cô là Tiểu Ni Diệu Hân, con nhà chùa. Nói rõ ràng là như vậy, cô không có chối cãi, không gì hết. Yeah. Còn ai nói cô xấu xa gì đó, cứ nói, nhưng mà cảnh tỉnh và kể cả cảnh tháp luôn. Nói xấu cô thì được xấu nha, tại vì cô đâu phải là dạng người xấu, mà cô cũng chẳng cần ai nghĩ cô tốt xấu. Nhưng mà nói cho con biết nha, từ cái hồi mà cô đi, hồi xưa cô người đời, cô đã giúp người rồi, cô có bao nhiêu cô giúp hết bao nhiêu, cô không bao giờ nghĩ tới bản thân cô.
kể cả cô cho con cô ăn rau muống trừ cơm để cô giúp người, cô cũng không cần tính toán. Mà khi cô đi xuất gia, con của nhà chùa, tiền của ba tánh cô trả cho ba tánh. Tới ngày hôm nay cũng của ba tánh cô trả cho ba tánh. Cô chưa hề giữ cho bản thân cô một chút nào cho bản thân cô. Cho nên cô mới là tiểu ni diệu hân con nhà chùa, có số mệnh. Cho nên cô không ngại, không sợ, ai ghét, ai chê cô sao cũng được hết. Xin miễn bản thân cô. Cô đi, bước chân của cô, thổ địa, đất đai, bất cứ vùng nào cũng chào đón cô. Ha, bất cứ cõi thiên á thì bước chân của cô thiên độ cô. Thời mặt pháp ni cô về chùa giảng pháp có thiên độ trì, cho nên cô mới là con nhà chùa tại quốc gia Việt Nam, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Độc lập Tự do ngày hôm nay. Từ Cộng hòa của thời Mỹ cho tới bây giờ cô đã thấy và nghe. Chứ đừng nói là nói với cô giúp người hả? Cô hỏi toàn quốc này có con em nào mà nghèo mà nói là cô không cho mượn tiền đâu. Có, cô cho mượn cả 100 triệu. Mỗi 100 triệu mỗi đứa trả cho cô 1 tháng 5 triệu, trả chừng nào hết thôi, không có lời. Thậm chí cô có thể cho 50 triệu 30 triệu làm vốn, cô không hề tính toán. Cô cho rất là nhiều, rất là nhiều, nhưng mà cô không cần kể công. Nhưng mà toàn thể con em nhân dân trong họ Hồ Chí Minh mà nói cô tiểu ni diệu hân lừa gạt, hoặc là có những lời lẽ không được tốt về nhân dân con em, hoặc là cô có những cái biểu tượng về tiền và bạc cho các em, đem cô Diệu Hân ra ngay chỗ cái cổng Tam Quan thành phố Hồ Chí Minh bắn bỏ. Nếu cô Diệu Hân là con người giả trá, sống không được, không đủ đạo đức để nói lên những lời nói này. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, còn con bé này cô nói nè. Bây giờ hãy bỏ giải quyết đi. Luôn đi, giải quyết luôn đi. Bây giờ giải quyết rõ ràng luôn. Bữa nay con về con tỉnh lại như kia. Con đừng có đóng tuồng, đừng có giả tuồng nữa. Bây giờ con về con chọn hướng nào con làm ăn. Con nói cô Diệu Hân ơi, con muốn mướn cái này. Chỗ này con bán buôn bán, cô cho con một số vốn. Cái này con cho đức luôn nha, chứ cô không cho mượn đâu. Cho đức số vốn để cho con có tinh thần làm ăn. Rồi bắt đầu con có tiền. À, con có tiền rồi con có cuộc sống đi lên. Cô là giúp cái gạch là như vậy, giúp con người cải cách đời sống, giúp con người có cuộc sống tốt đẹp để đưa đi tới tương lai. Và cái tổ quốc này không phải riêng của tụi con, mà cái tổ quốc này cái tổ quốc an ninh của người ta, của trăm họ Hồ Chí Minh là thánh quốc đó. Con có biết vụ này không? Cho nên tụi con làm lại, vậy là tụi con tàn phá cái đất quốc gia này rồi. À, tụi con quay phim tầm bậy tầm bạ tụi tàn phá của quốc gia này rồi. Tụi em muốn làm nghề gì em? Tụi con hãy buông xuống đi. Tụi con không có quay phim những cái phim bậy bạ nữa, thấy chưa? Dạ. Đừng có tạo những cái tội nghiệp cho người ta. Bây giờ cô giúp muốn... bây giờ về rồi kiếm cái chỗ nào buôn bán gì nó nói cô Diệu Hân, cô cho đứt một số tiền. Em muốn bán gì cơ? Buôn bán gì? Thôi để về nó suy nghĩ. Thôi suy nghĩ đây, bây giờ cô về suy nghĩ buôn bán gì nói với cô Diệu Hân. Cho con chở nó tới đây. Cách tay rồi xá bà xá lại cô Diệu Hân. Bây giờ cô nói có đúng hay không? Dạ đúng không rồi. Có giải tuồng không chắc có là, chắc không là, có mượn gì nữa, nó bị khờ khờ á. Bây giờ không có khờ, nó không có khờ đâu. Cô thấy giờ cô nghe cái bộ não cô nổi lên cô biết rồi. Ghê ha, chứ không phải dẫn mặt bộ não nó nổi gì cô không biết sao. Vỗ vô đầu nó ba cái cô không cần vỗ luôn. Vỗ đi, cô vỗ đây là những người cái kiểu là bị ma nhập hoặc là loạn trí mà thôi. Còn nói đâu phải là ma nhập mà cũng đâu có loạn trí đâu. Mà biểu cô dỗ, nghe. Cô không cần dỗ, nhưng mà nó tự tỉnh đi. Tỉnh cô nghe ngay. Cô nói không. Tự tỉnh đi. Sợ. Đi về đi. Tỉnh lại đi. Về kiếm cái chỗ đầu buôn bán. Cô cho đứt một số vốn. Làm ăn cho đàng hoàng. Đừng có đóng vai tuồng này nữa. Đi giùm cô. Tỉnh đi. Tỉnh ngủ đây cô. Đi mượn dây mượn hoài sao được. Em xuất ra đi. Cô không chịu đâu nghe. Này quá cô Diệu Hân tuyệt vời. Không phải là tuyệt vời mà không, cô dạy đúng số mệnh của cô. Cái đây cô dạy mà, cô dạy để làm người mà. Cái đây là thưa cô cầm tay nó bắt mạch cho nó xem có hôm nay như nào. Tim nó có chạy nhảy. Nó mượn mượn dai dai nó như vậy nó về nghe lời cô đi. Nhưng mà không có ai bằng mượn dai cho nó được hết á. Xem tinh thần trong người của nó cầm cô tay. Cô không cần coi tinh thần nó luôn, cô biết rồi. Đứng dậy đi con. Nam mô A Di Đà Phật. Chắp tay lại sư cô đi rồi đó, về nè, đưa về nè. Về kiếm cái chỗ nào buôn bán, nó nói cô Diệu Hân giúp vốn. À cô... Cô tuy nghèo quá. Nhưng mà vốn của toàn dân, của trăm họ Hồ Chí Minh, cô đưa ra.
yên tâm đi nha. À, Di Đà Phật, con lại Phật, lại Pháp, lại Tăng, ba lại quỳ xuống lại đàng hoàng, chứ không có lại kiểu đó, quỳ xuống. Lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Ừ, lại Phật. Lại Pháp. Lại Tăng. Con xin sám hối. Nói đi, nói lên, mở miệng nói bự lên. Con xin sám hối. Con xin sám hối. Nghiệp chướng tôi đều tiêu trừ. Nghiệp chướng đời nay được tiêu trừ. Con dứt điểm không mượn dai. Con nhất định không mượn dai. Con nhất định không mượn dai. Chính là của con. Chính là của con. Là của con. Là của con. Không có tạo dựng nữa. Không có. Mấy đứa này không có mượn nữa. Không có nói tạo dựng nữa, nghe mà tội chết. Rồi mà tụi con cộng cô mà cộng tác với tụi con, cô cũng có lỗi với Phật. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật trước mặt Phật. Lúc trời khó dung tha cho con, nếu cô dung tha cho con, có hiểu không? Nam mô Di Đà Phật đi. Rồi. Bây giờ về coi chọn ngành nghề gì đó làm vốn. À, cô ơi, con cần làm vốn nhiêu đó. Bà chuẩn rồi cô cho một số tiền để dưỡng tâm, làm lao động tinh để làm ăn. Làm ăn đi lên. Để cái xã hội này xóa đi những cái tệ nạn như tụi con. Có cái tổ quốc người ta chưa nó thành lập được 50 năm mà tụi con tệ, hớt đứa này quậy đã tới đứa kia. Nội cái môi trường của ông Vũ Linh quậy mà tới nay cũng chưa dừng nữa. Đáng lẽ là cô lên để cô quậy một lần nữa mới vừa lòng con. Cô hả? Dạ. Có hiểu không? Dạ hiểu rồi. Thôi. Rồi đứng lên cho cô, không có giả giải ương nữa. Thôi con thay mặt anh em và cảm ơn cô Vũ Linh rất là nhiều. Và lúc nào cũng kính chúc cô lúc nào thật nhiều sức khỏe và để giúp đời và giúp xã hội nghe cô. Cái này là nhân duyên. Dạ, dạ, cô sống tới chừng nào, dạ, nhưng mà dạ, cô dạ. Sống tới đường nào cô làm gương tới ngày đó. Dạ. Chết cô cũng làm gương, có nghe dạ. Cô nói không? Sống cũng làm gương, chết cũng làm gương. Đó là cô tiểu niệm Diệu Hân con nhà chùa. Chứ không phải là nói ương dở dở. Cô không có ương dở dở, nó thẳng và nó thật. Bây giờ về đi tìm cái việc gì đó, làm ăn cái gì nói cô cho một phần vốn. Một vốn rồi bắt đầu đi lên. Cô nói thiệt với con nha, cô chỉ có một ký gạo thôi, một ký gạo mà cô làm vốn cô nuôi con mà cô giúp biết bao nhiêu sinh viên học sinh, nói cho con biết. Một ký gạo đó lúc đó có nhiều, có một ký gạo có 2.000 đồng thôi mà cô ở tại Tân Bình đó, mà một cô đi mua một ký cốc, cô chạy ra cho chợ ông Hoàng Địa tới giờ đó, mà cô mua một ký cốc về cái cô bán, mà bán không có tiền mà để mua muối nữa đó. Mà cô xin muối với ớt, cô đâm ra cô bán cái chỗ nào đông con đít, cái cô bán xong được cái bữa bán được nửa cái cốc, cô chạy ra ngoài mà chợ Hoàng Địa cô mua một cái cốc và cô bán, cô chạy mà cô chỗ nào có con đít là có cô. Cô bán xong rồi cái ngày mai con biết cô có mặt gì không? Vừa cốc vừa xoài vừa ổi, mày mốt con biết cô có gì không? Cả một bâm xoài cốc cô bán xong rồi bắt đầu trong đầu cô tính gì? Nấu hủ tiếu bán. Sáng cô nấu hủ tiếu, cô bán đắt ơi là đắt. Bán hủ tiếu xong rồi cô nói rồi bán cơm. Và cô bán rất là đắt luôn. Là cái sức lao động của cô nha. Nhân cách của cô, đạo đức của cô, tư tưởng của cô. Cô nhất tâm, con nhất tâm mà chỉ có mình cô thôi. Cô với thằng bé có 7 tuổi thôi, thằng bé nó cô đi chợ, nó ở nhà, nó nấu nước, nó chụm lửa. Mà trong lúc cô không có tiền mua lửa, cô đi với lượm củi, cô lượm từng cái cọng củi về cô nấu luôn. Cho cô biết ý chí cô nó rất mạnh vậy đó. Mà khi cô có tiền cô giúp người, cô giúp người nghèo ngặt, cô giúp tất cả. Chứ cô không bao giờ nghĩ bản thân cô. 28 tuổi nha, nói cho con biết, 28 tuổi Bồ Tát Quan Âm đưa cô lên thuyền Bát Nhã độ quần sanh. Là năm đó cô 28 tuổi. Cô ở căn nhà Hồ Chí Minh cho cô là năm đó là lúc bao nhiêu? Là Hồ Chí Minh cho cô là ở cái căn nhà 239 trên 63 trên 4 đó. Mà cô ở căn nhà phường 6 quận Tân Bình, Hồ Chí Minh cho cô đó. Mà cô mua được 11 căn nhà. Sau đó cô bán đi buôn lại, bán tới bán lui. Cô làm ăn thua lỗ. Rồi cô đi vô chùa đó. Còn cái căn nhà 239 trên 63 trên 4 là cái nhà còn một phần của Hồ Chí Minh đó. Cô cho con gái.